quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Trong đó, người đặc biệt nhấn mạnh đến đạo đức cách mạng của người cán bộ, quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành quy định 144 QĐTU về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Quy định tạo điều kiện thuận lợi để các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hơn công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, đồng thời còn là thước đo để đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Để quy định này đi vào cuộc sống, các cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiêm túc quán triệt, triển khai trên tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức. Quy định 144 QĐTU là bước tiến mới trong việc cụ thể hóa hơn nữa quy định đối với cán bộ, đảng viên mà Đảng ta đã ban hành trước đó. Với nội dung rõ ràng cụ thể, bao hàm các lĩnh vực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa. Quy định góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hướng tới thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Nội dung cốt lõi của quy định số 144 được biểu hiện qua 5 điều về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, đó là yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bản lĩnh đổi mới, sáng tạo, hội nhập, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Trong từng chuẩn mực có các tiêu chí rõ ràng cụ thể. Các tiêu chí có mối quan hệ biện chứng với nhau, tạo thành hệ giá trị đạo đức của cán bộ đảng viên trong mối quan hệ với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với cơ quan, tổ chức, cộng đồng, xã hội, với công việc, với đồng chí, đồng nghiệp và với cả gia đình, bản thân. Quán triệt và thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng trên giúp cán bộ, đảng viên xác định được mục tiêu, lý tưởng, phương thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan hệ mật thiết với nhân dân, có động cơ hành động trong sáng vì lợi ích chung. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kỳ việc gì cũng phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết. Để đưa quy định số 144 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tiếp sóng trực tuyến hội nghị toàn quốc quán triệt quy định 144 QĐTU với hơn 200 điểm cầu và hơn 6.000 đảng viên tham gia. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 362 về quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện quy định 144 nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ đạo các ngành các cấp cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của người cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, đảng viên cách mạng trước nhân dân. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo quy định số 144 QĐTU. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội trong tổ chức thực hiện. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trong thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Việc quán triệt tổ chức thực hiện quy định số 144 QĐTU phải gắn với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo phương châm trong trước, ngoài sau. Trong đảng trước, ngoài đảng sau. Trên trước, dưới sau. Cấp trên trước, cấp dưới sau. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu gương cho nhân dân noi theo. Quy định 144 ra đời trong bối cảnh Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ ràng những quy định, quy tắc cụ thể và có hành động đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực đạo đức cách mạng, tự giác tu dưỡng, học tập, phấn đấu, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày mới tạo nên sự thống nhất cao, sức mạnh lớn của toàn đảng, đẩy lùi những nhận thức sai trái, không đúng đắn. Với nội dung ngắn gọn, xúc tích, chứa đựng nhiều nội hàm sâu xa về chuẩn mực đạo đức cách mạng, gồm 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng chi tiết, quy định này sẽ là kim chỉ nam cho cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch vững mạnh. Để quy định đi vào cuộc sống,
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên đều nêu cao trách nhiệm, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng đến tất cả cán bộ đảng viên để có nhận thức sâu sắc, thấm nhuần và chấp hành nghiêm quy định, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng từ cơ sở. Sau khi nghiên cứu cái quy định 144 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ấy, thì tôi cũng nhận thấy là cái văn bản này là mới nhưng mà rất là phù hợp với nội dung hiện nay, là nhất là về cái vấn đề là chống tham nhũng, vấn đề là đặt lợi ích của nhân dân lên làm đầu. Thì sau khi mà nghiên cứu ấy, thì chúng tôi nhất là đã họp chi ủy chi bộ triển khai bằng rất là nhiều hình thức, có thể là đúng qua cả Zalo của chi ủy chi bộ đấy, để mà mọi người đảng viên chúng nghiên cứu sâu hơn, thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai những cái nội dung trong các cái cuộc sinh hoạt của chi bộ, nhất là cái nội dung mà về là cái vấn đề là đặt lợi ích của nhân dân lên làm đầu ấy, và thực hiện những cái quy chế dân chủ ở địa phương. Nên là chúng tôi triển khai một cái nội dung hoặc là một cái vấn đề gì, chúng tôi cũng đều nhất là về từ các loại thu các khoản quỹ, các vấn đề xây dựng cơ bản, chúng tôi đều triển khai họp từ chi ủy đến chi bộ đến thông qua nhân dân, và nhân dân đưa ra ý kiến bàn bạc thống nhất đấy, thì chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện, mà các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ cũng rất là nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là cái về cái vấn đề là bảo vệ cái quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thực hiện kế hoạch của tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền giáo dục, thực hiện quy định 144 QĐTU bằng nhiều hình thức để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc từng nội dung, thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng một cách tự giác thường xuyên, ngăn ngừa nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ra soát bổ sung, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cho cán bộ đảng viên, tổ chức thực hiện hiệu quả 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, chuyên đề năm 2021, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của tỉnh Cao Bằng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Chỉ thị số 35 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Cấp ủy các cấp chỉ đạo đưa nội dung quy định số 144 QĐTU vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa việc thực hiện nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, cùng với các nội dung thực hiện về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, bình xét đánh giá thi đua cuối năm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện các chuẩn mực đạo đức cách mạng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, theo tiêu chí, các chuẩn mực để không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình. Thực hiện quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình mới, thì Đảng bộ phường Sông Hiến đã triển khai sâu rộng tới 25 chi bộ, hơn 900 đảng viên và toàn thể các hội viên, đoàn viên của các tổ chức quần chúng. Thế bước đầu theo đánh giá thì thấy rằng qua học tập, quán triệt thì đảng viên, cán bộ có nhận thức tốt hơn về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới, đó là vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu, vai trò nêu gương của cán bộ, của người đứng đầu và của đảng viên, và nhận thức của cán bộ đảng viên về tinh thần phục vụ nhân dân và giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân được tốt hơn. Từ đó đã bước đầu có những chuyển biến rất tích cực
và tạo được sự cái tin tưởng, niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cán bộ đảng viên trong thời kỳ đổi mới. Trong thời gian tới thì Đảng ủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh, thứ nhất là công tác quán triệt, cái thứ hai là sẽ đưa thành các tiêu chuẩn cụ thể để đưa vào các buổi sinh hoạt như là sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tìm hiểu và cho cán bộ đảng viên sẽ đăng ký thực hiện cái chuẩn mực đạo đức cách mạng của mình gắn với việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Có thể khẳng định quy định số 144 QĐTU đã đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay. Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các quy định một cách nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Trong đó chú trọng vai trò trách nhiệm của chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình quán triệt, tổ chức thực hiện, để mỗi cán bộ đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, tự soi tự sửa theo chuẩn mực đạo đức cách mạng. Kế thừa tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân phải làm hết sức, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Chuyên mục xây dựng Đảng tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.